Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc vỡ đập nước nhấn chìm 19 thôn. Vụ vỡ đập Khúc Đình, huyện Hồng Động, Sơn Tây, Trung Quốc đã làm ít nhất 2 người ở thôn Nam Dương Hải thiệt mạng khi hơn 100 mét đoạn bờ đập chứa nước bị vỡ, đất đá và cây cối ngổn ngang sau khi 18 triệu mét khối nước quét qua thôn Nam Dương Hải. Dòng nước lũ đỏ ngầu vẫn cuồn cuộn chảy vào vùng hạ lưu đập Khúc Đình. Vụ vỡ đập xảy ra nhưng mãi 3 ngày sau mới được báo chí Trung Quốc đồng loạt loan tin. Tân Hoa Xã cho biết lúc 7 giờ sáng, đoạn đập này đã bất ngờ bị vỡ toang, kéo theo khoảng 18 triệu mét khối nước ụp xuống nhấn chìm khoảng 19 thôn trong 3 thị trấn ở vùng hạ lưu. Khoảng 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú do nước tràn về rất nhanh. Giao thông trên đường cao tốc và đường sắt gần nơi đập nước này đã bị ách tắc hơn 27 giờ. Hình ảnh cho thấy những ngôi nhà không người ở, cây cối đất đá ngổn ngang do dòng nước lũ bất ngờ cuốn đến và giật sập. Mực nước lũ còn in đậm đến nửa căn nhà trong các thôn bị nhấn chìm. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vỡ đập do một cống thoát nước trên đỉnh đập Khúc Đình bị thủng. Áp lực nước quá lớn đã xé toạc một đoạn hơn 100 mét trong tổng chiều dài hơn 400 mét bờ đập. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, nguyên nhân vỡ đập vẫn đang được điều tra thêm, bởi con đập này được xây dựng từ năm 1959 và gia cố năm 2004. Theo thiết kế ban đầu, hồ chứa nước của đập Khúc Đình có thể chứa đến 19 triệu mét khối nước, nhưng khi đập bị vỡ, số nước trong hồ đã trút xuống hạ lưu gần hết. Đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc mở toàn bộ cửa xả khiến cá bay đầy trời. Quý vị thân mến, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 63 năm kể từ khi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cửa xả. Và lúc 6 giờ ngày hôm qua, mực nước của hồ chứa đập thủy điện Tân An Giang, Chiết Giang đạt 108,37m và tiếp tục dâng cao. Do đó, Sở Tài nguyên nước tỉnh ra quyết định bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày hồ chứa sẽ mở toàn bộ 9 cửa để xả lũ. Như vậy, tổng lưu lượng là 7.800 m³ trên giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 63 năm kể từ khi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cửa xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cổng xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08m. Đáng chú ý khi các cửa xả lũ được mở, từng đàn cá mè hoa cũng theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa. Mà theo mô tả của truyền thông Trung Quốc thì đây là cảnh tượng cá bay đầy trời. Toàn là cá đấy, một người dân thốt lên khi chứng kiến thủy điện xả lũ. Theo phóng viên báo Tân Kim Trung Quốc Thường Trác Cẩn, những đàn cá này hoặc vốn đã sống ở hồ Thiên Đạo nơi xây dựng đập thủy điện An Tân Giang, hoặc từ các bè nuôi cá của người dân quanh hồ Thiên Đạo do mưa lớn mà thoát ra ngoài. Những hình ảnh đáng sợ về cơn đại hồng thủy ở miền Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, 31 ngày mưa to liên tục đã đẩy Trung Quốc rơi vào thảm họa khi cuộc sống của 14 triệu người dân bị ảnh hưởng. Nhiều ngày qua, 14 triệu người dân ở hơn 20 tỉnh thành miền Nam Trung Quốc đã phải chịu những đợt mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề. Những cơn mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài hơn một tháng, đã khiến ít nhất 100 người chết và mất tích. Lũ lụt do những cơn mưa xối xả đã lan đến 28 tỉnh thành và khu tự trị, phá hủy các ngôi làng và đồng ruộng. Chính quyền Trung Quốc cũng xác nhận đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ. Một khu dân cư chìm trong lũ ở quận Kỳ Giang thuộc thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, người dân phải di chuyển giữa biển nước cao ngang hông. Thậm chí người dân ở nhiều nơi còn di chuyển bằng xuồng. Phượng Hoàng Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam đang phải oằn mình chống lại cơn lũ lớn. Một khu dân cư khác trong cơn lũ lụt, sinh hoạt của con người bị thay đổi, công tác cứu hộ ở những khu vực bị ngập nặng gặp nhiều khó khăn, người già và trẻ nhỏ được các đơn vị cứu hộ đưa đến nơi an toàn. 26 tỉnh thành và khu tự trị ở miền Nam Trung Quốc đối mặt với lũ lụt do mưa lớn kéo dài hơn 30 ngày. Đường xá, nhà cửa ở khu vực miền núi bị hư hỏng nặng sau những đợt lũ quét. Sau hơn 30 ngày mưa to, nhiều tỉnh thành Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Đến sáng nay, mưa lũ từ đầu năm đến hiện tại đã ảnh hưởng đến gần 20 triệu người dân tộc thuộc 28 tỉnh thành và khu tự trị. Hơn 800.000 người phải di rời khẩn cấp, gần 240.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng. 1.560.000 hecta hoa màu bị tàn phá, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 42 tỷ nhân dân tệ, gần 138.000 tỷ Việt Nam đồng. Thảm họa nhân tạo, thảm khốc nhất xảy ra ở Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, vừa qua cơn bão số 3 đã hình thành trên Thái Bình Dương và cơn bão đã đi vào khu vực Jumadian. Trước khi cơn bão đến, đã có mưa lớn ở khu vực Jumadian. Trong 4 ngày vừa qua, lượng mưa lớn nhất tại tâm bão đạt 1.631mm và lượng mưa lớn nhất trong 3 ngày là 1.605mm, tương đương 1,8 lần lượng mưa trung bình hàng năm ở Jumadian. Trong mấy ngày vừa qua, có khu vực mưa hơn 400mm đạt 19.410km2 và các khu vực mưa lớn hơn 1.000mm tập trung ở khu vực từ hồ chứa Ban Kiao, hồ chứa Simatan đến Phan Cheng, phía tây bắc kinh Quảng Châu. Sáng qua, mực nước hồ Ban Kiao bắt đầu dâng cao vào lúc 8 giờ sáng. Đơn vị 34450 đóng tại hồ chứa Ban Kiao đã có công điện khẩn gửi cấp trên. Mực nước tại hồ chứa Ban Kiao đã lên rất mạnh, tình hình rất nguy cấp, mực nước chỉ còn 1,3 mét là cao đến đỉnh đập. Các hồ chứa lượng mưa lớn có nguy cơ bị sập đập. Trước tình hình cuộc gọi khẩn cấp không được phản hồi, 7 giờ sau, lúc 7 giờ 10 phút, Cục Quản lý Hồ chứa đã ra lệnh lần thứ 2 gọi điện khẩn cấp lên cấp trên, yêu cầu dùng máy bay cho nổ đập tràn phụ để đảm bảo an toàn cho đập. Hai cuộc gọi khẩn cấp này chẳng khác gì bùn bò xuống biển, không có hồi âm. Sau 40 phút, nước dâng cao tràn qua đập. Cơ quan quản lý hồ chứa lần thứ 3 đã ban hành cuộc gọi khẩn cấp đặc biệt lên cấp trên, đồng thời khẩn cấp mở cửa xả vẫn có thể di chuyển được, nhưng hồ chứa đã bắt đầu vỡ. Rạng sáng ngày hôm qua, lũ như con ngựa hoang lao ra khỏi vết nứt của hồ chứa Ban Kiao và lao xuống hạ lưu với tốc độ 6.000 mét khối mỗi giây. Theo hồ sơ, lưu lượng tức thời tối đa ra khỏi hồ chứa trong vụ sập là 781.000 mét khối mỗi giây và 6 triệu mét khối nước lũ được đổ xuống hạ lưu trong vòng 7 giờ. Khi đến địa phận của huyện Chuping, mặt nước rộng 10 km và nước dâng cao 3-7 mét. Trong quá khứ, thị trấn Chuping, nơi mọi người gieo hò và gọi ngựa, ngay lập tức bị ngập trong biển nước. Những người đang ngủ trong cõi mộng của họ vô thức đã trở thành oan hồn chết chìm trong dòng nước lũ. Lũ cuồn cuộn ầm ầm ở hạ lưu, đi đến đâu hồ chứa cũng bị sập, hồ vỡ tan tành, trận lũ bùng phát và nước ở thượng nguồn hòa là một, rồi hòa thành một trận lũ lớn hơn và dữ dội hơn, chạy khắp mọi nẻo đường, áp đảo các thị trấn và làng mạc ở hạ lưu. Theo thống kê sau đó, 96% toàn bộ khu vực Jumadian bị ảnh hưởng bởi thảm họa và nhiều nơi bị bao phủ bởi đại dương với độ sâu trung bình từ 3-7 mét và hơn 300 triệu người bị mắc kẹt trong trận lũ. Sau khi trận vỡ đập tràn và sông, một dòng nước với nước dâng cao từ 5 đến 9 mét và chiều rộng hiện tại là 12 đến 15 km đã hình thành giữa con đập và tuyến đường sắt Bắc Kinh Quảng Châu dài 45 km theo đường thẳng. Mực nước của hồ chứa Simatan bắt đầu tăng lúc 20 giờ vào 3 ngày trước và lên đến mực nước cao nhất 111,4 m vào lúc 0 giờ 30 phút ngày hôm nay. Khi đỉnh của rào chắn sóng vượt qua độ sâu 0,4 mét, con đập bị vỡ, tổng lượng nước lũ tràn vào hồ chứa là 224 triệu mét khối và được xả hết trong vòng 5,5 giờ. Lưu lượng đập bị sập tối đa là 30.000 mét khối mỗi giây và hồ chứa Thi Gang ở hạ lưu bị ngập. Hai khu vực giam giữ lũ Sehe, Nihawa và Lao Wangpo ở hạ lưu Hongge có dung tích trữ lũ tối đa là 8,86 triệu mét khối. Tại thời điểm này, lượng dự trữ vượt mức là 4,5 triệu mét khối. Tất cả các con sông lớn trong khu vực Jumadian bị vỡ bờ và tràn qua. Toàn bộ khu vực này dài 300 km từ đông sang tây và 150 km từ bắc xuống nam, 60 tỷ mét khối lũ đang cuồn cuộn chảy và đại dương đầy nước. Do bờ sông khô cạn ở khu vực ngăn lũ Lao Wangpo bị vỡ hôm vừa qua, khiến khoảng 10 tỷ mét khối nước lũ đã tràn vào lưu vực sông Phèn Khoan. Vào tối ngày hôm qua, lũ tràn vào khu vực Phụ Dương của tỉnh An Huy và nhiều bờ kè của sông Quan Hệ bị vỡ và huyện Linh Quan bị ngập lụt. Được biết, một trận mưa lớn đã đổ xuống vùng thượng lưu của hồ chứa. Nước tích tụ trong sân của cơ quan quản lý hồ chứa Ban Kiao đã vượt quá 1 mét và điện thoại trong hồ bị gián đoạn. Chính quyền đã mất tất cả liên lạc với đền Long Quang, Tao Guadian và các trạm mưa khác ở thượng lưu của hồ chứa.
Vừa qua, Cục Quản lý Hồ Chứa đã sử dụng thiết bị liên lạc quân sự của các đồn địa phương để gửi hai cuộc gọi khẩn cấp đặc biệt lên cấp trên, yêu cầu đập tràn phụ cho máy bay ném bom để đảm bảo an toàn của đập, nhưng không được chuyển cho lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp trên. Đến 8 giờ, Cục Quản lý Hồ Chứa lần thứ 3 có công điện khẩn gửi cấp trên báo tin hồ bị vỡ. Lúc 10 giờ, lực lượng đồn trú địa phương trong hồ có nguy cơ bị sét đánh vì di chuyển anten bộ đàm lên mái nhà, đồng thời thông báo cho sư đoàn quân sự Zumadian về sự cố vỡ đập và chuyển nó đến Ủy ban tỉnh. Đồng thời, các đơn vị đóng quân trong lòng hồ dùng pháo hiệu báo nguy hiểm cho người dân vùng hạ du di chuyển khẩn cấp nhưng không thực hiện được do không có sự thống nhất từ trước. Trên 1 km vuông đất, gần 60 tỷ mét khối nước lũ cuồn cuộn đổ về. Những người sống sót sau thảm họa kể lại rằng khi con đập cao 24,5 mét ở hồ chứa Ban Kiao bị sập, âm thanh đỉnh lũ từ hồ chứa như lở đất và nứt vỡ và hình dạng giống như một dòng sông bị biển lật. Bất cứ nơi nào dòng nước tràn tới các tòa nhà và cây cối biến mất trong tích tắc. Trên mặt nước, dòng người chen chúc vùng vẫy trong tuyệt vọng và kêu cứu, xác nạn nhân và xác lợn, cừu, trâu, bò, ngựa, gà, vịt và các động vật khác trôi sông. Chống đá bị trôi xuống sông Gu và máy kéo xích, máy tiện, máy móc hạng nặng rơi theo dòng nước. Toa tàu 50 tấn ở ga Suping bị cuốn trôi 5 km, đường dây bị xoắn thành hình xoắn. Cho đến thời điểm này, cấp trên quyết định cho nổ kè trái sông Siêu Hồng ở Li Khu, Hồng Khu, cửa giữa sông Đa Hồng và kênh lũ và đập ngăn nước trên sông, đồng thời chỉ thị đảm bảo rằng khu vực này là lớn nhất ở châu Á, an toàn tại hồ vịt trên hồ đồng bằng nhân tạo, nhưng đã quá muộn. Trong vòng vài ngày, hơn những hồ chứa ở Zhoumadian và các khu vực khác ở tỉnh Hà Nam và hơn 60 km vuông đất liền lần lượt bị sập. Có một đại dương rộng lớn trong vòng 60 km, 9 triệu người bị ảnh hưởng, 1 triệu ngôi nhà bị sập và 150 vật nuôi bị cuốn trôi. Trận lụt đã trực tiếp giết chết hơn 75 người và hơn 1.015 người mất mạng do các thảm họa thứ cấp. Tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu chạy qua phía Bắc và phía Nam của Trung Quốc bị cuốn trôi 524 km, gián đoạn giao thông trong 30 ngày, ảnh hưởng đến giao thông trong 10 ngày và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 14 tỷ nhân dân tệ, trở thành tuyến lớn nhất thế giới và thảm kịch sập hồ chứa nhất. Sau trận lụt chỉ còn lại một vùng đất xám xịt dưới dòng sông Phù Sa, xác người và động vật ngổn ngang khắp nơi, nhìn thật là kinh khủng. Một người dân ở làng Chedalu cách hồ chứa nước Ban Kiao 4 km về phía đông mô tả, nhìn từ xa nó có màu trắng nhưng đến gần thì nước mênh mông, không có đường vào làng, chỉ còn lại một cái cây. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.